bật lửa hãng nào tốt nhất? Đứng trước nhiều sự lựa chọn về tính năng, chất liệu, kiểu dáng và giá thành, bạn thực sự không biết nên chọn của hãng nào? Hãy cùng Ambe xem video dưới đây để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất nhé! Bật lửa hãng nào tốt nhất? Để nói về độ tốt bật lửa thì rất khó, vì đây là một vật dụng vô cùng cần thiết, dùng rất nhiều trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là đấng mày râu, thường xuyên sử dụng châm thuốc. Vậy nên, chiếc bật lửa có bền hay không còn phụ thuộc vào cách sử dụng mỗi người. Chúng ta chỉ có thể so sánh với khía cạnh độ nổi tiếng thương hiệu. Ví dụ, bật lửa Zippo, bật lửa Estee Lupin, Lumbinki, Kohiba v.v. và còn các mẫu bật lửa thủ công khác nữa. Một chiếc bật lửa tốt cho hiệu quả đánh lửa nhạy, độ bền và hỗ trợ suốt quá trình sử dụng. Đặc biệt, các tính năng đi kèm như chống gió, vòi dài, lửa khò nhiệt độ cao, kèm đục rất hữu ích. Tất nhiên, nên tìm hiểu thông tin và mua hàng chính hãng tại các cơ sở uy tín. Bật lửa nào phù hợp với bạn nhất? Với dòng bật lửa xăng, bạn sẽ phải thường xuyên chăm sóc chiếc bật lửa. Trung bình 5 đến 7 ngày bạn sẽ phải châm thêm xăng. Sau một thời gian sử dụng thay đá, thay bấc để chăm sóc chiếc bật lửa của bạn luôn nhạy lửa, khá kỳ công. Đây được xem là thú vui của những anh em đam mê lửa. Với dòng bật lửa ga, bạn sẽ ít phải chăm sóc bật lửa hơn. Ga cho hiệu quả giữ lâu hơn xăng, lên tới nửa tháng. Và bơm ga cũng đơn giản hơn châm xăng. Đặc biệt, các mẫu bật lửa ga thường có vô vàn kiểu dáng, màu sắc bắt mắt cho bạn lựa chọn. Dòng bật lửa ga nhiều mẫu còn tích hợp các dụng cụ khác. Lửa khò, với tia lửa khò mạnh, giúp bạn châm thuốc, đốt trầm nhanh hơn. Hy vọng với những thông tin phía trên sẽ giúp ích được cho bạn chọn mua được bật lửa tốt trên thị trường. Các bạn quan tâm tới bật lửa có thể tìm mua trên website của Ambe để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.